Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu rất hay của Nam Phương công tử Lệ Lý Huynh. Đối thủ của anh là Tuyết Kỳ Tiên Trần A Sáng. Đây là trận đấu diễn ra ngày hôm nay 13 tháng 3 2022 trên kỳ đài 69 quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu này diễn ra với thể thức hai ván phân tiền 30 phút tích lũy 20 giây. Mời các bạn thưởng thức hai ván cờ đặc sắc của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh bằng những hình ảnh trực tiếp từ trận đấu. Ván 1.
Chơi đến đây khó lòng mà chống đỡ, cho nên Tí Kỳ Tiên Trần A Sáng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2 Phế Xe Tuyệt Sát. Chơi đến đây do camera mất sóng cho nên thiếu một số nước, mong các bạn xem biên bản. Sure.
Nước vừa rồi Tí Kỳ Tiên Trần Ánh Sáng đã đi pháo 7 tấn 1 dùng xe giữ tượng, đồng thời dùng pháo bắt mã. Xe 4 tấn 1 chiếu tướng phế xe. Cho đến đây Tí Kỳ Tiên Trần Ánh Sáng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem sát cục của Nam Phương công tử Lại Ly Huynh. Chơi đến đây có hai biến, nếu dùng tướng ăn xe tướng 5 bình 6 thì lập tức bên đỏ sẽ chơi xe 7 bình 6 ăn sĩ chiếu tướng, buộc tướng đen phải leo lên. Và bên đỏ chơi tiếp pháo 7 tấn 2 chiếu tướng và xe 6 bình 4 chiếu tướng sát cục. Còn nếu như ở đây tướng đen không ăn xe đỏ mà chơi tướng 5 tấn 1 thì diễn biến cũng bị sát cục. Bên đỏ sẽ chơi pháo 7 tấn 2 chiếu tướng, buộc tướng phải bình 4 ăn pháo. Và đỏ chơi tiếp xe 7 bình 6 ăn sĩ chiếu tướng, tướng buộc phải bình 5 và xe 4 bình 5 tiếp tục chiếu tướng. Tướng bình 6, xe 6 thối 1 tiếp tục chiếu tướng, buộc tướng đen phải tấn 1 và xe 5 bình 4 chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất đẳng cấp của Nam Phương công tử Lại Ly Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.